kinh số 123, kinh hy hữu, vị tằng hữu pháp. Acharya Abhuta Dhamma Sutta, 197. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, xá vệ Jetavana, Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá ông Anatha Pindika cấp cô độc. Rồi một số rất đông tỷ kheo sau khi đi khất thực và thọ trai về, đang ngồi tụ họp trong thị giả đường. Upatha Nasala Câu chuyện này được khởi lên giữa chúng tăng. Thật hy hữu thay chư hiền Thật vị tăng hữu thay chư hiền là đại thần thông lực, đại uy lực của Như Lai. Vì Ngài biết được chư Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các hí luận đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt luân hồi, đã thoát ly mọi khổ. Chư Thế Tôn ấy sanh tánh như vậy, danh tánh như vậy, tộc tánh như vậy, vân vân, giới hạnh như vậy, vân vân, pháp hạnh như vậy, vân vân, tuệ hạnh như vậy, vân vân, chú hạnh như vậy, vân vân. Chư Thế Tôn ấy giải thoát như vậy. Khi được nghe nói như vậy, tôn giả Ananda nói với các tỷ kheo ấy. Thật hy hữu thay chư hiền, như lai được đầy đủ các pháp hy hữu. Thật vị tằng hữu thay chư hiền, như lai được đầy đủ các pháp vị tằng hữu. Và câu chuyện này giữa các tỷ kheo ấy bị gián đoạn. 198 Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy đi đến thị giả đường sau khi đến ngồi trên chỗ đã soạn sẵn sau khi ngồi thế tôn gọi các tỷ kheo này các tỷ kheo nay các ông ngồi nói chuyện gì câu chuyện gì giữa các ông bị gián đoạn ở đây bạch thế tôn chúng con sau khi đi khất thực và thọ trai trở về chúng con ngồi tụ họp tại thị giả đường câu chuyện sau đây được khởi lên hy hi hữu thay chư hiền vân vân như trên vân vân chư thế tôn ấy được giải thoát như vậy khi được nghe nói vậy bạch thế tôn tôn giả ananda nói với chúng con như sau thật hy hi hữu thay vân vân như lai được đầy đủ các pháp hy hi hữu thật vị tằng hữu thay vân vân như lai được đầy đủ các pháp vị tằng hữu Câu chuyện này giữa chúng con, Bạch Thế Tôn, bị gián đoạn. Rồi Thế Tôn đến. 199 Thế Tôn bảo tôn giả Ananda. Do vậy, này Ananda, hãy nói lên nhiều nữa những đặc tánh hy hữu, vị tăng hữu của Như Lai. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Tránh niệm tỉnh giác này Ananda, Bồ Tát sanh trong thiên chúng, Kaza, Tusita. Vì rằng Bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ Tát sanh trong thiên chúng Tusita. Con thọ trì sự việc này, Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác này Ananda, Bồ Tát an trú trong thiên chúng Tusita. Vì rằng Bạch Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, Bồ Tát an trú trong thiên chúng Tusita. Con thọ trì sự việc này. Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. 200. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Chánh niệm tỉnh giác, này Ananda, Bồ Tát an trú tại Thiên chúng Tusita cho đến chọn thọ mạng. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ Tát an trú tại Thiên chúng Tusita cho đến chọn thọ mạng. Con thọ trì sự việc này, Bạch Thế Tôn là một hi hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn bạch thế tôn con tận mặt nghe con tận mặt ghi nhớ từ thế tôn chánh niệm tỉnh giác này ananda bồ tát sau khi từ thiên chúng tu si ta mạng chung nhập vào mẫu thai vì rằng bạch thế tôn chánh niệm tỉnh giác bồ tát sau khi từ thiên chúng tu si ta mạng chung nhập vào mẫu thai con thọ trì sự việc này bạch thế tôn là một hy hữu một vị tằng hữu của Thế Tôn. 201. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát nhập vào mẫu thai, này Ananda, khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu, thắng xa oai lực của chư thiên, hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới ở trên chư thiên, thế giới của các ma vương và phạm tiên và thế giới ở dưới gồm các vị sa môn bà la môn chư thiên và loài người cho đến các thế giới ở giữa các thế giới tối tăm u ám không có nền tảng những cảnh giới mà mặt trăng mặt trời với đại thần lực với đại oai lực như vậy cũng không thể chiếu thấu trong những cảnh giới ấy một hào quang vô lượng thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra và các chúng sanh sống tại những chỗ ấy nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói cũng có những chúng sanh khác sống ở đây và mười ngàn thế giới này chuyển động rung động chuyển động mạnh và hào quang vô lượng thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra ở thế giới vì rằng bạch thế tôn vân vân con thọ trì sự việc này Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. 202. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát nhập mẫu thai, này Ananda, bốn vị thiên tử đến canh gác bốn phương trời và nói, không cho một ai, người hay không phải loài người được phiền nhiễu Bồ Tát hay mẹ vị Bồ Tát. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, vân vân, con thọ chỉ sự việc này. Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tầng hữu của Thế Tôn. 203 Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ Bồ Tát giữ giới một cách tự nhiên, không sát xanh, không trộm cắp, không tà dâm không nói láo, không uống các thứ rượu nấu, rượu lên chết men. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, vân vân Con thọ chỉ sự việc này, Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ Bồ Tát không khởi dục tâm đối với một nam nhân nào và mẹ Bồ Tát không bị xâm phạm bởi bất kỳ người đàn ông nào có nhiễm tâm. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, vân vân con thọ trì sự việc này, Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ Bồ Tát tận hưởng năm dục công đức đầy đủ tận hưởng chọn năm dục công đức vì rằng bạch thế tôn vân vân con thọ trì sự việc này bạch thế tôn là một hy hữu một vị tằng hữu của thế tôn 204 bạch thế tôn con tận mặt nghe con tận mặt ghi nhớ từ thế tôn khi bồ tát nhập mẫu thai này ananda mẹ bồ tát không bị một bệnh tật gì Bà sống với tâm hoan hỷ, với tâm khoan khoái, bà thấy trong bào thai của mình vị Bồ Tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay. Này Ananda, ví như viên ngọc lưu ly đẹp đẽ, trong suốt, có tám cạnh, khéo cắt, khéo rũa, trong sáng không tì vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Rồi một sợi dây được sâu qua viên ngọc ấy, dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ màu trắng hay màu vàng nhạt. Nếu có người có mắt để viên ngọc trên bàn tay của mình, người ấy sẽ thấy rõ ràng. Đây là viên ngọc lưu ly, đẹp đẽ, trong suốt, có tám cạnh, khéo cắt, khéo rũa, trong sáng, không tì vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Đây là sợi dây sâu qua, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt cũng vậy này ananda khi bồ tát nhập mẫu thai mẹ bồ tát không bị một bệnh tật gì bà sống với tâm hoan hỉ với tâm khoan khoái bà thấy trong bào thai của mình vị bồ tát đầy đủ bộ phận và chân tay vì rằng bạch thế tôn vân vân con thọ trì sự việc này bạch thế tôn là một hy hữu một vị tằng hữu của thế tôn 205 Bạch Thế Tôn Con tận mặt nghe Con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn Sau khi sanh Bồ Tát 7 ngày Này Ananda Mẹ Bồ Tát mệnh chung Và sanh lên cõi trời đâu xuất Vì rằng Bạch Thế Tôn Vân vân Con thọ trì sự việc này Bạch Thế Tôn là một hy hữu Một vị tằng hữu của Thế Tôn Bạch Thế Tôn con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Trong khi các người đàn bà khác này Ananda mang bào thai trong bụng 9 tháng hay 10 tháng rồi mới sanh. Mẹ Bồ Tát sanh Bồ Tát không phải như vậy. Mẹ Bồ Tát mang Bồ Tát trong bụng 10 tháng rồi mới sanh. Vì rằng Bạch Thế Tôn, vân vân. Con thọ trì sự việc này. Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Trong khi các người đàn bà khác, này Ananda, hoặc ngồi hoặc nằm mà sanh con, mẹ vị Bồ Tát sanh Bồ Tát không phải như vậy. Mẹ Bồ Tát đứng mà sanh Bồ Tát. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, vân vân, con thọ trì sự việc này Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, chư thiên đỡ lấy ngài trước, sau mới đến loài người. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, vân vân, con thọ trì sự việc này, Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tầng hữu của Thế Tôn 206 Bạch Thế Tôn Con tận mặt nghe Con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn Khi Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra Này Ananda Bồ Tát chưa đụng đến đất Có bốn vị thiên tử đỡ lấy ngài Đặt ngài trước bà mẹ và thưa Hoàng hậu hãy hoan hỉ Hoàng hậu sanh một bậc vĩ nhân Vì rằng Bạch Thế Tôn, vân vân. Con thọ trì sự việc này, Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, Ngài sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhất nào, không bị nhiễm ô bởi loại mổ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào thanh tịnh trong sạch này ananda ví như viên ngọc mani bảo châu đặt trên một tấm vải ba la nại viên ngọc không làm nhiễm ô tấm vải ba la nại tấm vải ba la nại cũng không làm nhiễm ô viên ngọc vì sao vậy vì cả hai đều thanh tịnh cũng vậy này ananda khi Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, Ngài sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhất nào, không bị nhiễm ô bởi loại mổ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào. Thanh tịnh, trong sạch. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, vân vân, Con thọ trì sự việc này, Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, hai dòng nước từ hư không hiện ra, một dòng lạnh, một dòng nóng. Hai dòng nước ấy tắm sạch sẽ cho Bồ Tát và cho bà mẹ. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, vân vân, con thọ trì sự việc này, Bạch Thế Tôn là một hy hữu một vị tăng hữu của Thế Tôn. 207. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Bồ Tát khi sanh ra, này Ananda, ngài đứng vững thăng bằng trên hai chân, mặt hướng phía bắc, bước đi bảy bước. Một lọng trắng được che lên, ngài nhìn khắp cả mọi phương, lên tiếng như con ngưu vương, thốt ra lời như sau Ta là bậc tối thượng ở trên đời Ta là bậc tối tôn ở trên đời Ta là bậc cao nhất ở trên đời Nay là đời sống cuối cùng Không còn phải tái sanh ở đời này nữa Vì rằng Bạch Thế Tôn Vân vân Con thọ trì sự việc này Bạch Thế Tôn Là một hy hữu Một vị tăng hữu của Thế Tôn Bạch Thế Tôn con tận mặt nghe con tận mặt ghi nhớ từ thế tôn khi bồ tát từ bụng mẹ sanh ra này ananda khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra cùng khắp thế giới gồm có các thế giới trên chư thiên thế giới của các ma vương và phạm thiên và thế giới ở dưới bao gồm các sa môn bà la môn chư thiên và loài người cho đến các cảnh giới ở giữa các thế giới, tối tăm, u ám, không có nền tảng. Những cảnh giới mà mặt trăng, mặt trời với đại thần lực, đại oai lực như vậy cũng không thể chiếu thấu. Trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng thắng xa oai lực chư thiên hiện ra và các chúng sanh sống tại các chỗ ấy nhờ hào quang ấy mới thấy nhau mà nói cũng có những chúng sanh khác sống ở đây. Và mười ngàn thế giới này chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. Và hào quang vô lượng thần diệu, thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra ở thế giới. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, vân vân con thọ trì sự việc này, Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. 208. Do vậy, này Ananda, hãy thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tăng hữu của Như Lai. Ở đây, này Ananda, các cảm thọ khởi lên nơi Như Lai được biết đến, được biết đến chúng an trú, chú, được biết đến chúng đi đến biến hoại, các tưởng được biết đến, các tầm khởi lên được biết đến, được biết đến chúng an trú, chú, được biết đến chúng đi đến biến hoại. Này Ananda, hãy thọ trì việc này là một hy hữu, một vị tăng hữu của Như Lai. Vì rằng, bạch Thế Tôn, các cảm thọ khởi lên nơi Thế Tôn được biết đến, được biết đến chúng an trú, chú, được biết đến chúng đi đến biến hoại. Các tưởng được biết đến, các tầm khởi lên được biết đến, được biết đến chúng an trú, chú được biết đến chúng đi đến biến hoại. Bạch Thế Tôn, con thọ chỉ sự việc này là một hy hữu, một vị tăng hữu của như lai. Tôn giả Ananda nói như vậy. bậc đạo sư chấp nhận. Các tỷ kheo hoan hỉ tín thọ lời tôn giả Ananda nói.